Rồi em chào anh ha. Thì anh cũng chào em. Lời đầu tiên thì anh cũng chúc em nhiều sức khỏe và luôn luôn trẻ đẹp và hạnh phúc. Dạ cảm ơn anh ha. Rồi anh có thể chào cộng đồng rồi anh giới thiệu về mình ha. Thì anh gửi lời chào tất cả anh em cô thì chú bác trong nước và ngoài nước trong kênh của Nguyên Huỳnh, nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Dạ. Anh có thể giới thiệu về mình không anh ha? Anh là tên là Đinh Văn Tâm, sinh năm 1974, nhưng ở trong giấy tờ lý lịch hiện hành bây giờ là sinh năm 1975. Dạ. Hiện nay thì anh đang sinh sống tại thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng. Hiện tại là anh đang làm công việc gì anh? Anh thì anh giờ thì anh bán đá gỗ mỹ nghệ tại nhà và rảnh thì cũng có làm vườn làm giấy như là trồng cà phê, sầu riêng, bơ và cũng tham gia bất động sản như là bất động sản mấy trong năm nay năm ngoái thì coi như là cũng tạm dừng rồi. Rồi anh có bị dướng lúc nào không? Có bị ôm không? Có đang góp cổ phần với mấy bạn ở Sài Gòn rồi cũng đang tham gia được. Nhưng mà có ảnh hưởng tới cuộc sống mình nhiều không? Thì nói chung là cũng cũng một phần nhưng cũng chưa, nói chung là cũng một phần thôi chứ cũng chưa đến nỗi là nguy cơ lắm. Có người người ta đang, có người bây giờ đã có tài sản đôi khi là vài chục tỷ, trăm tỷ, nhưng bây giờ cũng đang nằm ở trong ngân hàng ấy, ngàn cân treo sợi tơ tóc là cũng hơi căng thẳng. Không có đáng nhưng mà bây giờ may thì bây giờ anh cũng là một người nông cũng chịu khó. Anh cũng là tính cái tự lập của bé, bây giờ là mình thất bại buôn bán thì vẫn đang, bây giờ là anh đang có vườn thì anh vẫn ở trong trong đài vườn. Anh giỏi như vậy rồi một mình làm nhiều việc quá hay sao làm sể? Thì đó thì nhiều khi đi vào vườn thì đóng cửa. Ồ vậy đó hả? À, anh bán đồ mỹ nghệ này là bán bao lâu rồi? Thì anh bán được mấy đá gỗ mỹ nghệ này mới khoảng 3-4 năm nay thôi. Nhưng mà cái nghề đá này, cái nghề đá này cũng cái kiểu là cái duyên với anh ấy. Anh có anh bán ngoài Hà Nội ấy, cái mỗi lần vào đây là rủ anh đi chơi rồi đi xem đá xem đấy rồi anh thử lúc mê lúc nào không biết. Vậy đó. Dạ. Cũng là mê. Thế là thấy có cái nhiều tác phẩm ưng mua về, thế rồi các bạn bè hoa đến hoa chơi hoa ưng hoa mua hoa thích, thế rồi từ đó là ham. Nhưng mà rồi nhà anh ngay mặt tiền luôn, thuận lợi là để nó bán được hả? Dạ rồi anh có thuê người kịch bán phụ anh hoặc là làm giấy phụ anh không? Giấy thì tất nhiên là anh phải phụ phải thuê rồi, còn bán hàng thì bán cũng gọi là cái tiệm nhỏ nhỏ thôi, nên là cũng mình tự bán thôi. Dạ. Còn vườn giấy thì ví dụ là cũng cái gì mình vào mình làm được thì mình làm, mà không làm được thì mình thuê. Mà nhất là vào cái mùa cà phê ấy, thì hoàn toàn là thuê. Mình vào mình quản lý mình đấy thôi, mình quản lý và mình bán thôi. Bán nông sản. Yeah. Bao lâu anh mới thu hoạch cà phê một lần? Cà phê thì mỗi năm được thu hoạch một lần vào một năm, vào khoảng tháng 10 tháng 11. Năm thu hoạch có một lần thôi hả? Đúng rồi. Nên là làm vườn thì nói chung làm đông thì cũng có cái vất vả, nhưng cũng có cái đó, thời gian nó thoải mái, nó không gò bó. Thích làm là làm, thích nghỉ thì nghỉ. Đó. Dạ. Anh, nhưng mà rồi anh có bao nhiêu mẫu cà phê? Anh Vinh bây giờ thì anh có khoảng gần 2,5 mẫu cà phê. Wow, rộng dữ vậy đó. Như là năm vừa rồi làm bất động sản với bán hàng, đấy là anh cưa hết cà phê rồi,
thì bây giờ anh chuyển đổi sầu riêng. Đó, chuyển đổi sầu riêng, nhưng không ngờ năm nay sầu cà phê nó lại có giá nó lại gấp đôi. À, nó sốt. Nói chung là từ cái lúc anh làm cà phê đến giờ thì chưa bao giờ cái năm nào mà nó sốt như năm nay. À, chắc tại người ta cưa giống như anh, người ta trồng sầu riêng nhiều quá cho nên nó sốt. À, sầu riêng thì vừa rồi thì thế cũng rất là đấy, nhưng là có điều là anh nghĩ là anh không một mình mà cái cà phê được nó bận rộn hơn cái cả cái sầu riêng. Đó. Cái sầu riêng là đến cái thời vụ mà thu trái thì mình không phải là những đại lý rồi những đại lý là những các đấy là hoa siêu thị rồi hoa ưng hoa đến hoa thỏa thuận giá rồi hoa tự cắt xuống là tính tiền cân ký tính tiền giá cả thỏa thuận thôi. Anh nên là mình không có là rồi tình trạng hôn nhân gia đình anh như thế nào? À thì anh cũng hơi nói chung là tình trạng hôn nhân cũng hơi buồn xíu là anh thì cũng rất là người chúng là trước là chung thủy cũng lo làm ăn cũng thế cũng không may lấy vợ là nói chung là nó không được như mong muốn. Cái thứ nhất là anh thì lấy vợ cũng chia tay được 5 năm rồi, được một cháu gái. Thì hiện bây giờ cháu gái đang ở với mẹ. Con anh bao nhiêu tuổi? Con anh thì năm nay mới 8 tuổi thôi em. Bà xã trước của anh làm công việc gì? Vợ của anh thì làm may thời trang và bán kiêm vải tại nhà. Rồi anh nghĩ ưu điểm của mình là gì? Anh thì ưu điểm là anh cứ là nó thứ nhất là trung thủy, nhiệt tình, hòa đồng, rồi biết chia sẻ với gia đình, nhất là vợ con. Nhất là ví dụ là vợ bận rộn hay là bếp núc thì anh sẵn sàng chia sẻ mọi vấn đề cho vợ. Còn khuyết điểm của anh? Khuyết điểm thì anh thì cũng cũng hơi nói chung là cũng có cái điểm là hơi hơi chậm chậm thôi. Chậm chậm. Cũng có lúc nhanh cũng có lúc nhanh có lúc chậm. Rồi thì bây giờ anh muốn tìm người bạn cho mình, anh muốn người đó như thế nào? Anh thì thấy cũng mong muốn là bây giờ cái hôn nhân đã đổ vỡ rồi thì cũng trong cái kinh nghiệm thì anh cũng muốn là một người là biết tôn trọng gia đình, người có người biết tôn trọng người lớn, biết tôn trọng, biết quý trọng gia đình, biết vun vén gia đình và hiền lành. Anh có nghĩ là người đó độ tuổi khoảng bao nhiêu thì ok không? Thì anh cũng đang mong thì từ ba mấy trên 30 đến khoảng 4-5 đủ lại. Lý do gì sao anh với bà xã trước của anh chia tay nhau? Anh thì thấy vợ đó là biết mỗi bản thân vợ thôi. Anh thì đã lấy vợ thì anh cũng là thương vợ hết mình. Nhưng là mình cũng luôn luôn có trách nhiệm với gia đình, chưa bao giờ lấy vợ mà bỏ bê đi uống ly cà phê, dành thời gian đi uống cà phê với bạn bè hay là đi giao du hay là đi đấy với bạn bè. Từ lúc lấy vợ là toàn tâm toàn ý với vợ với gia đình thôi. Ví dụ là anh với vợ có đi đến nhà nội hay là ngoại đi nhậu, mà ví dụ là trong nhậu xong mà hát hò hay là vui chơi mà vợ về thì anh cũng về với vợ, cũng không bao giờ anh biểu là thôi em về trước đi rồi anh ở lại anh chơi ham chơi đó. Thì anh thấy là có cái không hiểu vợ anh làm sao, nhưng là anh thấy là tại sao anh mới biểu là vợ anh là biết của bản thân. Nhiều khi ví dụ là trường hợp là anh dân vợ
mà mỗi mỗi chuẩn đi đi ăn hay là đấy thì anh cứ nấu cơm thì anh nấu cho cả vợ ăn, anh nấu xong rồi anh kêu cái vợ anh ăn cơm. Còn với khi mà vợ anh là giận anh nhé thì vợ anh cho anh đi đói, vợ anh nấu cơm là anh, vợ anh nấu một mình cho vợ anh ăn cơm, hoặc là vợ anh ăn quá thì anh cũng đi đi đi, đi ăn một mình thôi. Còn anh đi ăn thì anh mà đi ăn thì anh cũng mua về cho vợ ăn đấy. Bởi vì anh là cái lương tâm của anh thì anh nói chung là cũng có cái cái lòng cay lương không nhỏ nhặt. Anh rồi bình thường anh có hút thuốc với uống rượu không? Không, anh thì trước đây anh cũng có hút thuốc, nhưng mà anh cũng đã bỏ lâu rồi. Rồi bia rượu thì anh chỉ có là đi giao tiếp và đi đám đình đám hay bạn bè hay là công việc hay có khách nhà thì anh tiếp thôi. Còn nếu bình thường thì anh không bao giờ thích bia rượu, mà nếu bạn bè lôi kéo nhũng nhiễu thì anh cũng không thích. Đấy, anh cũng né tránh. Thậm chí là nhà anh cũng có bia rượu mà có khi là một thùng bia chai rượu có khi là cả năm cũng còn nguyên đó, anh cũng không uống. Nếu có khách thì anh mới đem ra, là nếu có bạn bạn hiền thì anh mới đem ra để mời thôi. Đấy, chứ không phải là mời cái tấm lòng thành của mình. Gia đình của anh nó có được mấy anh chị em? Gia đình của anh nhé thì có 6 anh em chị em, 3 trai 3 gái thì cũng đều lập gia đình hết rồi. Gia đình anh có ai ở nước ngoài không? Không, gia đình anh cũng chẳng có ai bên nước ngoài. Rồi cha mẹ anh hiện tại anh có sống chung với cha mẹ mình không hay là sống riêng? Không, bố mẹ của anh thì cũng ở riêng độc lập. Thì Rồi cái lúc mà vợ anh mà lấy anh thì cũng được cái là vợ anh không chưa bao giờ từng để nấu cho bố ông bà ngoại áo ông bà nội một chén một nồi cơm hoặc là giặt giũ một cái áo, không chưa 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 phiền hà gì đến con dâu hết. chiều cao của anh là bao nhiêu? Chiều cao của anh là 1m7. Anh khá cao ha. Anh có nghĩ Mà cô bạn của hỏi mình cao khoảng bao nhiêu thì ok cái gì cơ? Anh có nghĩ cô bạn của mình cao khoảng bao nhiêu thì ok không? Thì cô bạn của anh thì cao thấp nhất là tầm khoảng 1m55 đổ lên. Trước anh lấy vợ anh cũng cao lắm, vợ anh cao 1m72, cao hơn anh. Vậy đó. Rồi anh thích cô ấy, một cô bạn làm quen với anh á, trầm tính ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát? Thì anh cũng vừa vừa thôi, vừa vừa thôi, nó an toàn em ạ. Anh cục đá phong thủy phía sau anh á là để chân vậy thôi hả? Hay là cái ghế ngồi? Cái này là chân đấy, để bán này, để Chân. bán Dạ biết rồi, nhưng mà mình mua về mình trưng ở trước nhà hay trước sân nhà hả? thì đúng rồi, ví dụ nhà mình nó có nhất là có sân vườn hay là cái nhà có hiên hay là trong nhà mà có khuôn viên rộng thì mình vì đấy là mình nó cũng đá phong thủy, nó cũng là đá cảnh, đá cảnh đá kiềng. Rồi trong tình yêu, trong hôn nhân anh có lãng mạn không? Có yêu chiều vợ con không? Thì anh thì cái điểm tình yêu thì anh cũng bình thường thôi, cũng không phải là lãng mạn lắm, bình thường cũng cũng có chút chút thôi. Nhưng là anh thương ai là anh thương chân tình, không có yêu lăng nhăng, anh nhắm ai thì anh thương thật lòng. Sau khi hôn nhân đổ vỡ, hiện tại bây giờ trong lòng anh nghĩ là một người phụ nữ như thế nào sẽ mang lại hạnh phúc cho anh? Thì người phụ nữ để mang hạnh phúc cho anh thì anh cũng không mong gì cao sang, người nói chung là hiểu biết tôn trọng chồng, biết thương chồng, tôn trọng chồng, biết được giá trị của gia đình. Ok, hồi đó giờ anh có bao giờ đi du lịch ra nước ngoài chưa?
Chưa, anh du lịch quanh quẩn ở trong nước thôi, chứ chưa đến qua đến đó, đang hạn hẹp lắm. Cũng Dạ. mong là gặp được một người vợ là hợp tình hợp lý, làm ăn phát triển thì cũng có qua, là cũng đang cái mơ ước đấy, cũng đang mơ ước thôi. Chỗ anh nó đi lên Đà Lạt có bao xa nữa? Chỗ anh lên Đà Lạt khoảng 100 cây thôi. Anh nhưng mà chỗ anh có lạnh không? Sao cơ? Chỗ anh có bị lạnh không? Không, cái chỗ anh là khí hậu nó là ôn hòa hơn, có khi ôn hòa hơn Đà Lạt. Đà Lạt có khi nó là xe lạnh hơn. Trồng cây ăn trái, trồng cây cũng tốt đúng không? Đúng rồi. Đó. Nói chung là cây khí hậu Bảo Lộc là cái điểm rừng của Sài Gòn cũng rất tuyệt vời. Đây là năm vừa qua là Sài Gòn lên đây mua đất nghỉ dưỡng, phân lô bán nền nhiều lắm. Vậy đó hả? Mà đang dự án cao tốc đang chuẩn bị làm tuyến Dầu Giây Đà Lạt, nay mai là Sài Gòn đó là lên đây phát triển rất nhiều. Ok, em rất là vui nói chuyện với anh hôm nay nha. Em hy vọng anh sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình trên kênh của em ha. Anh chào khán giả giùm em ha. Thì trước khi kết thúc chương trình thì một lần thì anh cũng xin chúc Nguyên Quỳnh nhớ là càng ngày càng xinh đẹp, mà thành đạt hạnh phúc, và gửi đến công đồng mạng là một lời chào thân thương nhất, và kính chúc tất cả công đồng mạng là dồi dào sức khỏe, may mắn, thành đạt. Dạ.